chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em là đèn laser đầu đàn tia xanh ha. Tia xanh là có sạc nha anh em. Đây, đây là cục sạc đây, cục sạc ha. À, cục sạc. Rồi cái laser đó đây. Laser đầu đàn màu xanh. Nó đầy đủ. Đây là cái kẹp nòng mà mình thấy dù mình xài súng ná mình không có cần sử dụng nó nha anh em. Kẹp nòng. Hai cái vít. Đây. Laser đầu đạn đây. À nha anh em. Tia xanh nha. Tia xanh nha. Chứ không phải là tia đỏ. Nè, chân thì nó xài được chân hai, chân ngoài là chân 20. Ví dụ không xài chân 20 sẽ gì ăn ốc này ra ha. Xong mình xài chân trong đây. Đây. Pin mình sẽ gắn vô cho anh em xem. Laser này tên là laser đầu đạn nha anh em. Nó có màu xanh không có màu đỏ nha anh em. Cái loại nào thì có màu nào thì mình sẽ giới thiệu anh em màu đó. Mình không có nhập màu đỏ tại vì màu đỏ thì mình có loại laser, cái laser thường này, laser mắc hơn, laser khoảng 100.000 anh em. Laser xài rất ok đấy, tia xanh. Buổi sáng gọi rất là sáng luôn. Thấy giờ anh em nào bắn buổi sáng thì mình gọi laser này rất là ok ha. Đó, buổi sáng ngoài trời luôn anh em, mình đang quay ngoài trời cho anh em, mình sáng như này nè. Đó, laser đầu đạn. Đó, bật tắt ở đây. Chỉnh tâm thì qua lại lên xuống nha. Nè, qua lại và lên xuống nè. Này thì lên xuống nè, này qua lại thì tùy anh em mình để cái đầu nó hai cái nút này nó qua đâu. Dù cái này nó lên đây thì nó qua, cái này nó qua sẽ qua đây. Thì cái này nó sử dụng là lên xuống qua lại đó. Nên cứ gắp thẳng vô ha, gắp thẳng vô. Cái này mình gắn chưa ngay lắm này nè. Nó ví dụ ngay nó lên ngay đây. Đấy, laser đầu đạn. Rồi anh em mình mua cái liên hệ với mình ha. Laser thì giá nó khoảng 300.000 nha anh em. Giá cả anh em xem ở phần bình luận giùm bên mình nha. Giá cả mình có để đầy đủ ở bình luận cho anh em hết luôn. Rồi anh em mua cái liên hệ mình. Bộ nó đầy đủ bao gồm như thế này nha anh em. Đây. Có đầy đủ cho mình hết luôn. Bộ đầy đủ nha nè. Rồi anh em mình mua cái liên hệ ha. Không có màu đỏ nha nè. Màu đỏ thì anh em sẽ mua laser thường cho mình nha. Laser này có sạc luôn. Là màu xanh. Rồi chào anh em á. Anh em mua cái liên hệ mình. Thì giá cả anh em xem phần bình luận cho bên mình nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình xem nhiều sản phẩm mới nha anh em. Chào anh em.